Vâng, em xin chào các anh nhá. Đấy. Hôm nay em cung cấp cho các bác một cái giải pháp để chúng ta là bổ sung cái âm trầm, tức là âm bát cho những cái bộ dàn chúng ta nó bị thiếu âm trầm nhá. Đây ví dụ, em ví dụ thôi nhá. Cái bộ này thì thực ra nghe remix thì nó khá là đã đấy, nhưng mà nó chưa hẳn là đã lắm. Đấy thì để cho đã hơn thì chúng ta sẽ có thể là ghép thêm một cái súp như này vào nhá. Những cái súp bát 18-20 như thế này vào để chúng ta là bổ sung thêm âm trầm cho nghe cho nó sướng hơn, cho nó phê hơn các anh nhá. Đấy. Thì đây là con súp mà SVK50 đấy, của Yamaha nhé. Nó sẽ bổ sung âm trầm cho các bác để các bác nghe nhạc remix và các nhạc vàng làm sao cho nó cái tiếng bát nó sâu hơn. Đấy. Thì ở đây thì em đang có con X7A ghép với nó X7 này. Thì bộ này thì là trung âm của nó khá là tốt, tuy nhiên thì nó có thể bát của nó nên nó hơi bị thiếu một chút cái giải trầm này. Anh thấy không ạ? Bát của anh nó có độ mềm nhưng mà chưa có đủ độ sâu, tức là nó chưa đủ độ chắc. Đấy. Nghe nó chưa được đã lắm, chưa được tức ngực lắm. Đấy. Thì các bác nào cần âm bát nó sâu hơn nữa, nó chắc hơn nữa, sâu hơn nữa và nó mềm hơn nữa để nghe nhạc vàng cho nó đã, để nghe nhạc remix nữa, thi thoảng đá remix vào nữa thì là đây. Thì mình sẽ cần ghép thêm một con súp Yamaha như này nhá. Mình có thể đầu tư thêm khoảng hơn 2 triệu. Đây là con súp Yamaha này khoảng 2.3 triệu này. Con súp Yamaha SVK50 này. Đấy, để các anh ghép vào để các anh sẽ có thể bổ sung thêm âm trầm để mình nghe remix rồi để nghe các cái giải bass cho sâu hơn nhá. Đây là con Yamaha SVK50 này chưa đây. Thằng thành hình thức bên ngoài của nó còn rất là ok luôn. Đấy, và để kết nối với súp điện nhá thì các anh chỉ cần có một cái dây AV anh cắm từ đây, cắm từ đường input ở đây. Đấy, các anh cắm vào cái đường output của súp cover out trên cái cục công suất như này là được. Cho trường hợp không có công suất ở trên súp cover out nhá, cho trường hợp anh không có được súp cover out thì các anh sẽ cắm đường tape out cho em này. Đây. Tape out hoặc CRA cũng được nhá. Đấy. Đấy, anh cắm được vào đây. Đấy. Đấy, và hai đầu AV nhá. Nếu là đường súp cover out chỉ cần một dây AV là đủ. Còn nếu như là tape out và CRA thì cần 2 dây nhá. Đấy, cắm vào đây. Đấy, sau đó bật súp lên là được. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự bất ngờ rất là lớn khi mà mình ghép thêm súp vào. Đấy. Đây. Thì bây giờ đang trong tình trạng là súp của anh khá là đông, đúng không? À, bát của anh khá là đông. Thì bật điện lên này, bật súp lên này. Đấy. Khi mà có cái đèn output nó sáng lên phát này, các anh nghe tiếng bát nó khác hẳn không? Đặc biệt anh nào cảm nhận dễ rõ nhất khi mà các anh đeo tai nghe nhá. Đấy. Trên cái con súp này nó sẽ có cắt tần riêng. Đấy. Có cắt tần riêng ở cho các anh có thể là căn chỉnh cái tần số sao cho phù hợp và volume sao cho phù hợp với cả âm thanh nhá. Đấy. Có cái này phát tiếng bát nó sâu hơn hẳn luôn. Bát nghe nó đã hơn hẳn ngay. Tắt đi này. Bát rồi anh nông tuyệt ngay. Bác thấy không ạ? Đấy, có cái súp vào nó khác này. Và đặc biệt cái con này là súp điện, nên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến công suất của cái cục dàn này nhá. Cái ghép và không phải lo lắng về công suất. Được chưa? Đấy. Thì đây là con súp SVK50 của Yamaha nhá. Đấy. Đấy. Hàng còn đẹp luôn. Đấy. Con súp này thì có công suất của nó là đi 44W, hàng điện 100V của Nhật này. Và hàng này chất là hàng nội địa Nhật bởi vì là nó không có ghi main gì. Đã chỉ ghi mỗi cái tỉnh ở đây đây. Tỉnh thì đấy bằng tiếng Anh, tiếng Nhật này. Đấy nhá. Ở Fukai này. Đấy. Nên chắc chắn đây sẽ là súp mà điện xịn của Nhật luôn. Đem vặn tính súp xuống này. Em bật hết volume súp xuống thì không có súp vào nữa thì tiếng bát nó sẽ anh nông tèn ngay. Vặn lên này. Và ở đây nó sẽ có cả cái cắt tần nhá. Để các anh đưa cái giải tần vào sao cho phù hợp này. Này nó nông hơn này. Sâu hơn này. À nó chắc hơn này. Này nó sẽ mềm hơn này.
cây này thêm. Kể cả mình mở nhỏ nhá. Đấy thì bass nó vẫn đánh rất sâu. Đấy nghe được không? Bác nào mà đeo tai nghe chắc sẽ cảm thấy rất rõ luôn. Đấy. Mở bé nhưng vẫn tiếng súp vẫn rất tốt. Thì đấy là con súp của Yamaha FWK50 nhá. Đấy, nó sẽ bổ sung âm trầm rất hiệu quả cho cái bộ dàn của chúng ta. Đấy con này thì có thể sử dụng cho cả dàn nghe nhạc các anh nhá. Các cái bộ dàn nghe nhạc của âm ly to cũng được nhá. Nếu như mà nó thiếu vừa phải thì mình ghép vào những con loa bass khoảng 25, ghép với súp 20 thì cũng ok luôn. Khá là ok. Để nó nghe thêm cái giải trầm. Đấy. Ghép với dàn mini được, ghép với dàn loa khoảng bass 25 được. Còn nếu quan điểm cá nhân của em mà bass 30, loa bass 30 mà ghép súp bass 20 thì sẽ hơi bé. Đấy. Nếu mà bass 30 thì nên ghép những con súp to hơn một tí nhá. Bass 30 thì chắc với súp bass 30 thì mới hợp lý. Đấy. Còn những cái con này nó đánh những cái súp này thì quá hợp luôn. Đấy, bộ dàn mini này đánh mà thì quá tuyệt vời luôn nhá. Bát nó bắn sâu hơn hẳn luôn, nghe rất là hay. Thương ơi, dìu anh lên lửa. Gành bát nghe bát này, chối nhận. Đấy sẽ không sâu bằng đúng không? Cứ xuống vào đây. Tiếng khen ai. Đấy em giảm hết, gần như là gạt hết loa đi để nghe mỗi súp không này. Anh có nghe đấy bát của anh không? Đấy nhá. Thì mình sẽ căn chỉnh cái hai cắt này và cái volume này sao cho nó hợp, cho nó hài hòa với cả cái bộ dàn chúng ta nhé. Đấy, cái đấy về các anh phải dùng tự cái tai nghe của anh cảm nhận thôi chứ cũng không có một cái tiêu chuẩn nào cả. Đấy, ok. Thì con này là giá là 2.3 triệu, bác nào có nhu cầu mua thì hết cho bên em nhá. SVK 50 này 2.300 triệu, ok em xin chào các bác. Vâng.